Sáng ngày 12 tháng 4, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp triển khai các nội dung về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh 1 tháng 4 năm 1992, 1 tháng 4 năm 2022, gắn với 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận 16 tháng 4 năm 1975, 16 tháng 4 năm 2022 và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Theo đó, sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh gắn với 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng văn hóa của quê hương, con người Ninh Thuận, ghi nhận và khẳng định những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cổ vũ và động viên các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp văn minh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Ngọc Quang đề nghị Ủy ban Nhân dân 16 phường xã và các phòng ban ngành có liên quan tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khẩn trương triển khai việc trang trí cờ hoa, đèn chiếu sáng tại các khu vực công cộng và các tuyến đường trung tâm trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, chú trọng đảm bảo mỹ quan đô thị, phối hợp xử lý triệt để các trường hợp lang thang ăn xin trên địa bàn thành phố, góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.